mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, 3 người đã bị phạt 6 triệu đồng vì không đeo khẩu trang khi ngồi nhậu trên vỉa hè. Đến khi bị phạt nặng thì họ viện đủ lý do để biện minh, thậm chí chối cãi quyết liệt. Trường hợp này cho thấy là dù được lực lượng chức năng nhắc nhở việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng để phòng chống dịch COVID-19, nhưng vẫn còn nhiều trường hợp cố tình phớt lờ. Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, chiều ngày 4 tháng 12, Tổ liên ngành phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra việc chấp hành đeo khẩu trang của người dân ở những khu vực công cộng nơi tập trung đông người. Tại góc đường Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thị Nghĩa, lực lượng chức năng đã lập biên bản 3 trong 4 người ngồi uống bia trên vỉa hè, cố tình không đeo khẩu trang dù đã được nhắc nhở trước đó. Mỗi trường hợp vi phạm bị phạt 2 triệu đồng. Chị Trần Thị Dê, tên viết tắt 40 tuổi, ngụ tại quận 1, phân bua: "Tôi vừa kéo khẩu trang xuống để nói chuyện điện thoại, quên kéo lên thì bị phạt. Ngồi uống có mấy lon bia mà bị phạt tới 2 triệu thì nặng quá." Còn tại một tiệm cắt tóc trên đường Phạm Ngũ Lão, tổ liên ngành cũng lập biên bản một trường hợp không đeo khẩu trang là nhân viên giữ xe của tiệm. Người này không chấp nhận cái biên bản mà chối cãi quyết liệt với lực lượng chức năng. Tương tự, một phụ huynh đến đón con tại trường trung học phổ thông Earth Thomen cũng tỏ thái độ bất hợp tác khi bị tổ liên ngành nhắc nhở. Không chỉ không có khẩu trang, người này cũng nhất quyết không xuất trình giấy tờ tùy thân nên được đưa về công an phường làm việc. Vâng, thưa quý vị, việc xử phạt không mang khẩu trang ở khu vực công cộng là cần thiết bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, đặc biệt với đô thị đông dân như ở thành phố Hồ Chí Minh cần kiểm soát chặt chẽ. Và mỗi hình thức xử phạt trong thời buổi dịch bệnh cũng là cách để nhắc nhở người dân không được ỷ lại mà coi thường sự lây lan của dịch bệnh. Người dân nên coi đó là tự giác chấp hành. Không nên vì lý do này, vì lý do nọ, để rồi khi bị phạt thì viện đủ lý do để cự cãi là hành động được xem là không văn minh trong đời sống mà pháp luật đã quy định. Mức xử phạt là từ 1 đến 3 triệu đồng nhằm đảm bảo tính răn đe. Tuy nhiên, thiết nghĩ quá trình xử phạt cũng cần xem xét các tình huống cụ thể, vừa thấu tình, đạt lý, không nên cứng nhắc. Ví dụ người lao động, người bán vỉa hè có hoàn cảnh khó khăn và họ không có đủ điều kiện trang bị khẩu trang, chính quyền cũng nên hỗ trợ.